Cái gì thế nhở? Xin chào, bọn mình có quản gia mới hả? Chào buổi sáng nha Ariel. Cậu có muốn rửa đuôi không? Bữa sáng của cậu đây nha bạn yêu. Ê, cậu đang làm gì ở đây đấy? Công chúa đột nhập nhà mình này. Tớ bảo rồi mà, bọn mình đưa họ đến đây và giờ không muốn đi nữa đây. Tớ phải kết thúc chuyện này thôi. Và tớ có ý này. Bọn mình nên làm gì đây? Có nên gọi xã hội đen không nhỉ? Tớ thấy Cruel đang trên đường đến ạ. Không, bọn mình sẽ đuổi họ ra lâu đài. Nhưng họ chán lâu đài lắm rồi ạ. Bọn mình sẽ làm một tòa hiện đại vậy. Chào cả nhà, tớ vừa mua một ngôi nhà cổ tích hoàn hảo cho các công chúa của chúng ta. Cậu đang nói cái gì thế? Đó chỉ là một tầng hầm rỗng thôi mà. Chà, sẽ không như thế lâu nữa đâu. Không thì các công chúa sẽ ở trong nhà của chúng ta mãi mất. Chính vậy đó. Tớ thực sự muốn giúp cậu làm cái tầng hầm mà. Thôi nào siêu, xích qua đi mà. Tụi mình làm đỉnh quá chú ơi. Cậu nói đúng, bọn mình cứ như biệt đội trong mơ á. Be our guest, be our guest, put this table to the test. Cậu muốn một tách cà phê không siêu? Ý hay đó, hãy biến thứ này thành một chiếc bàn cà phê nhá. Tự nhiên tớ thèm một ly latte quá. Chắc tụi mình đã biết phải làm phòng đầu tiên như thế nào rồi nhỉ? Đây sẽ là khu vực tiếp khách, địa điểm yêu thích của Belle đó. Chiếc ghế dài này mềm mại làm sao, chắc chắn bọn mình nên đặt vào căn phòng đó. Sau đó cùng xếp hết những tấm đệm lại với nhau nào. Cả nhà ơi, các cậu đã từng đóng đồ nội thất chưa? Tớ thì thích phương pháp lắc lắc này hơn. Wow, trò thuật mới hả? Được rồi, để xem nha. Chiếc ghế dài quá tuyệt luôn. Và trong nó cũng siêu ấm áp nữa. Tớ thích ngồi trên một chiếc ghế dài êm ái như này lắm. Chưa, xem cậu nhìn này. Đầu của tớ cháy rồi. Ôi không. Chết rồi. Có khi tớ thiêu rụi chỗ này mất. Cẩn thận đó Sammy. Bắt đầu thôi. Khu vực tiếp khách của bọn mình giờ đã ấm cúng lắm rồi. Ta đến để giải cứu công chúa của ta. Chàng đang tìm công chúa nào vậy thưa hoàng tử Slimy? Được rồi, tớ sẽ cho cậu một gợi ý cực bự nha. Đó, cậu đoán ra chưa? Là người đẹp ngủ trong rừng hoặc bạch tuyết phải không? Dù sao thì hãy hoàn thành phòng ngủ trước khi hoàng tử cảm thấy buồn chán nha. Tránh được nào, tớ sẽ giúp cậu ở đây nha. Và... xong. Các cậu ơi, mọi người có thích có rừng tầng như thế này không? Anh chàng này muốn nhảy đi này siêu. Cậu đã ngăn được bạn ấy lại chưa? Rồi chứ, tớ giỏi xử lý thú cưng mà. Người bạn mềm mịn này sẽ sống trong phòng ngủ của Bạch Tuyết. Nàng sẽ thích em lắm cho coi. Ở đây nha, cứ thoải mái thư giãn nhá. Tụi mình hoàn thành các bức tường để cậu chàng không nhảy đi lần nữa nhá. Rồi rồi, cơ mà những bức tường này cũng không kín lắm đâu. Chắc chú thỏ của chúng ta sẽ không đi đâu cả đâu. Cậu ấy thích chỗ này lắm ạ. Tuyệt, thế thì các công chúa sẽ sớm có một mái nhà thôi. Có phải vì họ đã có một vị hoàng tử siêu khéo léo không nào? Đúng vậy, ta đã làm theo tất cả các bước. Nhưng mà mọi thứ vẫn rối tung lên. Cậu có thể giúp tớ chứ? Công chúa Susan sẽ giải cứu cậu. Tớ cũng khéo tay lắm đó nha. Cùng làm thôi. Những nàng công chúa của chúng ta đã quen với cuộc sống thoải mái, vậy nên chúng mình hãy cấp điện cho họ nha. Nhưng nhớ cẩn thận với dây điện nhé các cậu. Đừng quên rằng các cậu luôn có thể nhờ người lớn giúp đỡ nữa đó. Ôi, ước gì việc xây nhà ngoài đời thực cũng dễ dàng như vậy nhờ. Hiện tại chúng mình đã hoàn thiện căn phòng rồi, giờ chỉ cần thêm nội thất nữa là xong. Các cậu muốn học cách xây một lâu đài cổ tích mà không cần bạt tiền các thứ, vậy hãy xem tiếp nha. Các cậu có thích những chi tiết bé bé này trong căn phòng này không nhỉ? Có chứ, đó là vỏ sen và một chiếc gương. Tớ còn định đi tắm nữa cơ. Thật thấy mà, nhưng cậu nên dùng dầu gội và các thứ đồ thật cho sạch nhá. Mấy thứ này chỉ dành cho công chúa búp bê thôi. Được rồi, tớ có thể dùng bồn tắm chứ. Đi mà. Nếu cậu có thể teo lại để nằm vừa trong đó thì được. Ai sẽ thích căn phòng này nhất nhỉ? Tớ nghĩ Ariel sẽ mê tít đấy. Thế thì hãy đặt một cái thảm ở đây, phòng khi nước bắn tung tóe lên nhá. Phòng tắm gần xong rồi nè, nhưng tầng 2 vẫn còn trống trơn á. Wow, lại thánh phô mai, có gì đang tiến đến đây kìa. Bọn mình có một tòa lâu đài di chuyển nè. Bức tường của tớ bé hơn một chút, dùng nó để chia các phòng đi. Mắt đỉnh nha. Đây nên là phòng gì nhỉ? Các bạn nhỏ có ý tưởng nào không? Sau khi tính toán như một cái máy thì tớ nghĩ bọn mình cần một phòng ngủ nữa đây. Xem chiếc giường hồng biết bay này nè. Nó là vật gợi nhớ đến chiếc thảm bay của Jasmine đó.
làm thế nào? Và một chiếc laptop mới toanh. Hãy làm cho căn phòng này ấm cúng hơn nhé. Tờ dép ấm áp, một tấm thảm mềm mại và một chiếc ghế tựa nho nhỏ nữa. Tớ luôn muốn có một cái như vậy. Làm cái gì đó ở ban công luôn đi chứ. Nè, cầm lấy cái ô này đi. Dù sao nó cũng ấy chẳng chắc chắn được gì đâu. Đây đúng là một chi tiết xinh xắn dành cho ban công, trông đẹp đấy chứ hả? Các công chúa có thể ngồi dưới tán ô trong khi chờ đợi hoàng tử á. Rapunzel ơi Rapunzel à, thả tóc nàng xuống đi để ta có thể bước lên bậc thang bằng vàng. Xem nhà, trong chuyện cổ tích hiện đại các hoàng tử dùng thang máy cơ. Được rồi, nhưng phần máy của thang ở mô. Chà, hoàng tử cũng nên làm việc để giành lấy công chúa chứ. Được rồi, thế thì giữ vững miệng giùm tớ với. Ok là bắt đầu làm thôi. Và một chiếc thang máy hoạt động chân chu đã sẵn sàng phục vụ các quý cô. Wow, Semia, ước gì hoàng tử nào cũng có tài như cậu nhỉ? Thế thì họ sẽ từ bỏ các công chúa, tớ chắc chắn đấy, mệt chết đi được. Hả? Gì vậy? Hả? Thứ gì đang tạo ra âm thanh du dương thế nhỉ? Tớ phải tìm ra mới được. Susan cậu lại lừa tớ rồi. Thôi mà, tớ chỉ muốn cho cậu xem chiếc đàn piano xịn sò tớ vừa làm thôi mà. Nó đẹp đấy, nhưng lẽ ra cậu nên làm cả nơi để chứa nó nữa chứ, một căn phòng tròn chẳng hạn. Ok, tớ hiểu rồi, nói tiếp đi nào. Hoặc cả một tòa tháp còn tuyệt hơn nữa đó, như trong một tòa lâu đài thực sự à. Nghe hay đấy, còn gì nữa không? Nó nên có cửa sổ cỡ lớn. Chú chà mà ơi, cái này nhìn y như tớ tưởng tượng luôn. Giấc mơ thành sự thật đó Semi, mà bọn mình còn không phải dùng tí bụi tiên nào cơ. Mà nhân tiện thì tớ có một chút á, bọn mình thử được không nhỉ? Được chứ, dù sao thì hôm nay cũng là một video chủ đề cổ tích mà. Thấp hơn đi, không, cao lên đi. Phew, thành công rồi, giờ tụi mình đã có thể hoàn thiện tầng 1. Đợi đấy chứ, trên mái có một cái lỗ to đùng kìa. Ui, tớ quên tiệt căn phòng này luôn á. Ở đây cậu có thể chọc cho bạn cùng phòng điên tiết và ngắm sao cả tớ đêm đấy. Tớ có thể tưởng cảnh Merida và Moana ngủ tại đây đó. Mọi người ơi, thế các cậu thích chơi trống hay ngắm sao hơn? Tớ không chọn được luôn á, nên tớ sẽ làm tất. Cậu thấy sao hả Sam? Ngôi nhà này có làm cho slime đâu. Được rồi chú ạ, mấy cái cầu thang là của cậu hết, tớ không muốn bị mắc kẹt nữa đâu. Dễ ợt à, các cậu có nhớ căn phòng ngủ này không nhỉ? Xem cái thang gác nhỏ xinh này đi nè, quá xịn luôn. Tụi mình làm cho nó vui hơn nào. Ổn áp rồi đó. Bực như con mực luôn. Gì cơ, sao thế? Để tớ xem nào. Cậu nhìn cái mỡ này đi, trông tệ thực sự à. Không có gì phải lo đâu, thấy chưa? Thấy rồi, sửa luôn phần không gian trống đó được không chứ? Phép thuật của tớ cần thời gian để hồi phục ạ. Wow, tủ bay này, nó là thứ mà cậu chỉ có thể thấy trong một tòa lâu đài phép thuật thôi đó nha. Sàn nhà gỗ cứng đến đây. Đừng nghịch lung tung đấy chứ gì, bọn mình còn đồ trong bếp ra đây. Hôm nay cậu làm sao xem, chả vui vẻ gì luôn. Rồi nè các cậu, đây là bếp của công chúa. Bọn mình đã để vài thứ ngon ngon vào đây rồi. Đây là một bức tường nữa. Và một góc mái nhà. Tuyệt. Ừ thì cậu ta nên mời cô ấy nhảy trước chứ. Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Ở đây có ai đâu? Từ từ đấy chứ. Đây là những thứ đồ nội thất ma thuật, các cậu ấy có thể nói á. Được rồi, thế thì họ cũng có thể tự đi về chỗ của mình nhờ. Susan này, em này chạy trốn khỏi quán cà phê mèo này, em đi theo tớ khắp nơi á. Công chúa yêu muôn loài mà, chú mèo này cũng có thể sống trong lâu đài đó. Giờ bé là một chú mèo hoàng gia nên hãy cư xử trang nhã lên nhá. Đây, bé có phòng chơi riêng luôn này. Siêu à, cậu có thể tiếp tục rồi, tớ sẽ hoàn thiện nốt chỗ này. Tuyệt, vì còn một thú cưng hoàng gia nữa đang đợi tớ. Nào anh bạn, em sẽ mang lại may mắn cho ngôi nhà này đấy. Tuyệt vời, tiếp tục nào. Gì cơ, lâu đài biến mất rồi. Vừa đúng lúc luôn, tớ đang không biết đặt khu vườn với bể bơi ở đâu này. Sam, đừng dẫm lên cỏ nữa. Tớ mong cái này sẽ có tác dụng.
Wow, bây giờ còn có cả sân chơi cho các công chúa búp bê của bọn mình nữa này. Nhưng họ sẽ không đến một khu vườn trống trơn đâu. Cậu nói đúng, vậy không ổn tí nào. Tụi mình cùng làm một ngôi vườn xinh đẹp thôi. Tôi biết cậu sẽ nói thế mà, nên tôi đã chuẩn bị rồi. Bọn mình còn đợi gì nữa nhỉ? Bắt đầu ngay nhá. Thì tôi có nên gọi mọi người tới xem lâu đài của bọn mình không nhỉ? Để làm hàng rào xong rồi, tụi mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan một vòng nhé. Xin chào, có ai không? Alo, alo, cả nhà ơi. Cậu đang tìm gì thế Sammy? Mấy có công chúa, họ đi đâu hết rồi? Thì đương nhiên rồi, vì bọn mình đã làm cho họ một tòa lâu đài đẹp thế cơ mà. Nhưng tớ phải thể hiện ngón nghề của tớ nữa, tớ biết tìm nàng thơ đang gặp nạn của mình ở đâu bây giờ. Thật ra tớ cần được cậu cứu đấy xem ạ. Tớ sẵn sàng làm mọi thứ về quý cô của tôi ơi. Thế thì cậu nên rửa bát cả tuần đi nhá. Dạ. Cảm ơn các bạn vì đã xem nhá. Nhớ cho bọn tớ một like và đăng ký kênh nữa đấy. À, và đừng bao giờ tin vào chuyện công chúa gặp nạn nhá. Bye.